vào vai một sinh viên mới ra trường đang tìm việc. Phóng viên tìm đến phòng khám nha khoa Tâm Đức, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn. Không cần biết học ngành gì, phóng viên được đề nghị nhận vào làm ngay ở vị trí học việc phụ tá với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Vị trí này, phóng viên phải học thuộc lòng tên thuốc và thiết bị để đưa cho bác sĩ khi cần. Cũng là áo blue trắng và các thiết bị nha khoa được phô trương là tân tiến nhất để tư vấn khách hàng với châm ngôn luôn lấy chữ tâm làm đầu. Thế nhưng, mỗi đợt tư vấn đều hướng khách hàng làm implant vì hoa hồng cao. Trong quá trình làm thì nó sẽ được khoảng thời gian rồi để sinh năng nghiệp tìm luôn. Xong rồi 3 tháng đầu đó, 3 lần để sinh năng nghiệp đầu tiên thì em sẽ hỗ trợ để sinh năng nghiệp miễn phí cho chị. Còn bắt đầu từ 3 lần sau thì em sẽ bắt đầu tìm kiếm chị. Rồi bữa sau sẽ chỉ có chị đi tầm 4 lần. Là xong. Đúng rồi, tầm 4 lần. 4 lần là xong. Đúng rồi. Khoảng 1 tháng không? Đúng rồi, có thể 1 tháng. Chị đi ngày cách ngày. Chỉ mới 22 tuổi, nhưng vị bác sĩ tự xưng này đã có kinh nghiệm làm việc tại rất nhiều phòng khám nha khoa khác nhau. Mặc nhiên, trên áo blue trắng không hề có bảng tên hay thông tin giới thiệu. Phóng viên cũng đã thử tìm kiếm trên trang của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không vị bác sĩ nào trong phòng khám này có chứng chỉ hành nghề. Tại phòng khám này, thường xuyên làm các dịch vụ như cạo vôi răng, chám răng, nhổ răng và dịch vụ nha khoa thẩm mỹ như làm răng sứ, răng giả, cắm implant, vân vân. Sau khi cung cấp các sai phạm của phòng khám, thì mới đây, phòng khám nha khoa Tâm Đức được cơ quan chức năng đến kiểm tra. Khi phát hiện bị kiểm tra, tất cả các nhân viên đã tìm cách đối phó và tẩu tán thiết bị. Vị bác sĩ tự xưng vài ngày trước còn thao thao tư vấn khách hàng, nay đã cởi vội chiếc áo blue để khai làm phụ tá phòng khám. Nhiều phụ tá bác sĩ khác leo thang lên nóc nhà để trốn. Nó đổi mới cũ, nó đặt mình sao? Mình chạy ra kia mà. Lấy ông lên trên máy. Chắc là phải để ở trong này không? Phải trong này, đẩy cửa lại. Đóng cửa kia lại. Khi ông ấm trước, ông ấm phòng. Cắt đi luôn. Đây. Những người được cắt cử ở lại làm việc với đoàn thanh tra đã khai trong biên bản tường trình là giữ chức vụ phụ tá với các công việc cạo vôi răng, đánh bóng. Tuyệt nhiên, đoàn thanh tra không chút mảy may nghi ngờ về những khai báo trên. Sau kiểm tra, đoàn thanh tra ghi nhận phòng khám này đang mở cửa hoạt động là bằng chứng rõ ràng phòng khám hoạt động không phép trong giờ hành chính. Thanh tra cũng ghi nhận phòng khám lập hồ sơ khám chữa bệnh nhưng chưa cập nhật đầy đủ danh sách người bệnh, còn niêm yết bảng giá dịch vụ nhưng không đầy đủ theo danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt, không lập hồ sơ bệnh án. Thanh tra Sở Y tế yêu cầu phòng khám gỡ ngay các nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh trên trang Facebook, không bố trí nhân sự, không có chứng chỉ hành nghề. Thì cái này là